Ok, mình nghịch Windows 11 cũng được một thời gian rồi, từ cái thời nó còn là beta cơ. Và trong thời gian sử dụng thì mình cũng có tìm cách để mày mò custom nó lại để sao cho nó hợp mắt mình hơn. Và hôm nay mình sẽ làm cái video này để có thể chia sẻ cho anh em được những cái cách mà mình đã tìm để custom setup lại Windows 11 sao cho nó ngon hơn nhá. Mà nói về thứ gì thì cũng có setup, thì chủ nhật tuần này sẽ có một buổi offline workshop đầu tiên về setup góc làm việc. Tại đây thì anh em sẽ được chia sẻ kinh nghiệm setup và trực tiếp tham gia thi setup với nhau. Giải thưởng lên tới là 30 triệu, bao gồm một chiếc bàn công thái học FP1, một bộ bàn phím Edra lạc hồng và 12 key Microsoft bản quyền nhá. Đồng thời thì group cùng nhau setup cũng đang có mini game giải thưởng 20 triệu. Ngon quá luôn, link offline và minigame mình sẽ để dưới phần mô tả nhá. Buổi offline chỉ có 40 slot thôi, thế nên là anh em nào hứng thú thì nhanh tay đăng ký ngay đi nhá. Ok, đó là setup góc làm việc. Và bây giờ chúng ta quay lại với setup Windows. Mình sẽ chơi cả kiểu trả phí và có phí luôn. Đầu tiên thì miễn phí chúng ta sẽ có một cái ứng dụng tên là OpenCell. Anh em có thể tải ở trên GitHub. Đây là phần mềm giúp anh em chỉnh lại cái start menu giống như Windows 10. Phần mềm này thì anh em thể tùy chỉnh gần như tất cả mọi thứ liên quan đến giao diện, từ style của start menu rồi màu sắc của hộp tìm kiếm to nhỏ thế nào. Rất là nhiều setting ở đây, nhưng vì là miễn phí nên nó sẽ có một cái nhược điểm, đấy là nó không thay thế hoàn toàn được start menu mặc định. Khi mình ấn vào nút Windows ở trên taskbar thì nó vẫn sẽ nhảy lên start menu cũ. OpenCell chỉ hiện lên khi mà anh em ấn nút Windows trên bàn phím thôi. Nếu mà anh em muốn nó hoàn hảo hơn một chút ấy thì chấp nhận bỏ ra tí tiền này. Mình mua cái ứng dụng tên là Start on Black. Đây là một cái phần mềm nó có rất là nhiều tính năng để tinh chỉnh Windows 11. Cũng giống như là OpenCell thì nó cũng sẽ có Start menu giao diện của Windows cũ hơn mang lên trên Win 11. Tất nhiên là sẽ không bị lỗi ngớ ngẩn như kiểu OpenCell là chỉ hiện lên khi ở nút Windows trên bàn phím. Start on Black sẽ thay thế hoàn toàn cái Start menu ở trên Windows. Anh em bấm ở trên thanh taskbar hay là bấm nút Windows trên bàn phím thì nó sẽ đều hiện lên một cái Start menu mới. Mà ngoài ra ấy, thì cái Start on Black này nó cũng sẽ có cái tính năng bo cái thanh taskbar lại bằng đúng số app mà anh em đang mở, chứ không phải là trải dài hết cái màn hình nữa. Nó giống như kiểu thanh dock của macOS ấy, gọn gàng hơn hẳn. Mà anh em thích thì để bên trái này cũng được, mà để ra giữa như giống Windows 11 cũng được. À đây, ở cái đống icon này thì Win 11 Microsoft cũng sẽ nhóm hết cái đống icon này vào với nhau thành một nhóm, kiểu cái icon wifi này, loa này, pin này, nó hết thành một cục. Nên là lúc mà mình muốn chỉnh wifi chẳng hạn, mình sẽ phải ấn vào đây một lần, xong mình mất một thao tác nữa ấn lên trên này thì mình có thể chọn wifi khác được. Mà đây, cái Start on Black vào là nó sẽ tách rời các icon này ra, nên là khi mà mình muốn chỉnh wifi hay là âm thanh gì chỉ cần đúng một thao tác ấn vào phát là xong. Ngoài ra thì anh em sẽ có một vài cái tính năng nho nhỏ khi mà cái Start on Black lên máy, đấy là nó sẽ mang lại cái giao diện Windows Explorer cũ này, right click menu cũ, nó đầy đủ tính năng hơn giống như kiểu trên Win 10 vậy. Nó sẽ có cả các ứng dụng bên thứ ba chứ không phải là ấn thêm show more option như trên Windows 11 mặc định nữa. Và cuối cùng thì nó sẽ là, mình không biết là mọi người quan tâm không, nhưng mà nó sẽ là di chuyển thanh taskbar có thể thoải mái sang trái, lên trên hoặc sang phải. Quay trở lại với cách custom mà không mất phí thì mình sẽ chỉ cho anh em một vài cách mà nó sẽ có sẵn ở trong Windows. Ví dụ như là chuyển icon trên thanh taskbar về phía bên trái giống như Windows 10 thì cái này dễ thôi. Vào cài đặt, xong rồi vào phần này, rồi kéo xuống anh em nhìn có taskbar behavior và chọn left. Thế là xong, các icon và nút Windows nó sẽ tự động chuyển sang trái. Anh em muốn thu gọn cái thanh taskbar lại hay là làm nó tàng hình thì có thể thử hai ứng dụng là Taskbar X và RouterTP. RouterTP thì có thể tải trực tiếp ở trên Microsoft Store luôn, và tất nhiên là nó sẽ miễn phí hoàn toàn. Nó sẽ giúp mình có thể thu gọn thanh taskbar bo vào các ứng dụng đang mở giống như là Start on Black vậy. Ứng dụng này thì anh em có thể tùy chỉnh độ to, nhỏ, độ bo của viền luôn. Nhưng mà các bản cập nhật gần đây ý, thì RouterTP trên máy mình nó bị lỗi, nó cứ hiển thị phần taskbar thừa bên trái như thế này này. Thế là mình bực quá, tải taskbar X về làm thành taskbar tàng hình luôn. Bao giờ fix được cái lỗi ngớ ngẩn kia thì mình quay về dùng RouterTP sau. Taskbar X thì anh em có thể tải ở trên trang chủ của Taskbar X thì nó sẽ free. Còn nếu mà anh em tải trên Microsoft Store thì sẽ mất phí. Link thì mình sẽ để luôn bên dưới, anh em cần thì kéo xuống dưới phần mô tả tìm nhá. Ok, đây là ứng dụng và tips để anh em có thể tùy chỉnh lại taskbar hay là start menu ở trên Windows 11. Mình sẽ chỉ cho anh em một cách nữa, đấy là mang lại cái góc vuông ở trên Windows 10 lên trên Windows 11. Thực ra thì cá nhân mình ấy thì vẫn là thích cái góc bo tròn giống như ở trên Windows 11 hơn. Nó mềm mại hơn, nhìn nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà mình vẫn cứ chia sẻ thôi, nhỡ có anh em thích thì sao? Anh em chỉ cần lên search ứng dụng tên là Win 11 Disable Rounded Corner, tải về, ấn vào chạy rồi reset máy phát là xong. Nó sẽ tự động chuyển hết các góc bo tròn thành góc vuông. Còn bây giờ, cuối cùng sẽ là cái ứng dụng mà mình cực kỳ thích, có tên là Bower Toys. Ứng dụng này sẽ bổ sung cho Windows những cái tính năng mạnh mẽ mà rõ ràng là Microsoft có thể làm được, nhưng họ vẫn cứ muốn phải làm một cái app riêng chứ không chịu tích hợp luôn vào Windows. Ví dụ như là Fancy Zone này có thể tùy chỉnh lại tùy ý cách phân chia app của Snap Layout.
Cái này thì có thể nhiều anh em không cần, nhưng mà một người dùng màn to và hay mở nhiều cửa sổ cùng lúc như mình thì cực kỳ tiện, vì nó có thể sắp xếp được theo ý của mình mà không phải theo những cái khuôn khổ mặc định nữa. Và cái hay nhất là cái bộ tìm kiếm giống y hệt như công cụ tìm kiếm Spotlight của macOS. Dùng thích hơn hẳn cái bộ tìm kiếm khi mà mình mở trên Start Menu, cũng dùng phím Alt Space để mở tìm kiếm nhanh và đầy đủ thông tin. Mình toàn dùng để tìm file với cả tài liệu cho nhanh. Ok, và đấy là những ứng dụng và tips mà mình đã dùng để nâng cấp Win 11 hoàn hảo hơn. Anh em còn biết những cái app và tips nào nó hay hơn nữa không? Thì hãy comment phía bên dưới để cho bọn mình cũng như là anh em ThinkView có thể tham khảo nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.